Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món chè đậu xanh khoai lang ngọt mát cho ngày hè nóng lực này. Các bạn chuẩn bị cho mình 200g đậu xanh và các bạn ngâm cho mình nhé. Độ 2 đến 3 giờ cho đậu xanh nó lở ra, mình nấu nó sẽ nhanh chín hơn. Và sau đó thì các bạn sẽ đi vo cho mình nhé, cho cái ráo cái nước đậu này đi. Mình sẽ vo đi để cho cái nước chua của đậu mình ngâm từ 2 đến 3 giờ ấy các bạn ạ. Nó sẽ bớt đi nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình khoai lang nữa. Chỗ này của mình độ 800g khoai lang. Các bạn chuẩn bị một cái âu nước và mình sẽ cho khoai lang vào đây. Mình gọt để cho cái nhựa khoai lang nó ra hết. Và tay của mình nó đỡ bị nhựa luôn. Các bạn bào lên cho mình. Các bạn nên chọn khoai lang ngọt nhé, thì mình nấu chè mình đỡ phải tốn nhiều đường mà lại được vị ngọt của khoai lang. Còn đường thì chúng ta ăn tùy theo người ăn, mình mà thích ăn nhiều đường thì mình cho nhiều, hoặc thích ăn ít mình cho ít. Các bạn muốn ăn thêm như với dừa khô hoặc với lạc nữa. Hoặc dừa sợi đều được hết. Khi thời tiết nóng nực chúng ta có bát chè khoai lang như thế này là ăn là rất mát. Sau khi gọt xong vỏ khoai nhé, thì các bạn bỏ hết cái phần còn lại của cái mắt khoai cho mình nhé. Đây các bạn, sau khi mình thái khoai xong nhé, sắt gọt bỏ hết cái mắt của khoai rồi, bây giờ các bạn sắt cho mình thành miếng ra để mình nấu cho nhanh chín ấy. Và các bạn cứ ngâm trong nước cho mình một lúc tầm 10 phút để cho cái nhựa này nó đi hết đi. Thế các bạn, sau khi mình gọt xong nhé, và mình gọt đến đâu mình ngâm đến đấy các bạn ạ, mà nước của mình đã đục như thế này rồi, là nhựa khoai nó ra rất nhiều. Bây giờ các bạn rửa lại cho mình và mình cho vào nồi mình nấu lên nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong này và mình sẽ cho đậu vào. Các bạn cho nước ngập cho mình nhé.
Và bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình ninh cho nó chín. Và bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này, mình sẽ cho bột lăng vào nhé. Bạn cho mình khoảng 2 thìa bột lăng. Mình sẽ hòa tan bột lăng, khi nào chè của mình được thì mình sẽ pha. Bạn hòa tan bột lăng cho mình. Để cho nồi chè của ta có độ sánh nhé các bạn ạ. Đây các bạn, mình đang nấu nồi chè đấy nhé. Để nồi chè của chúng ta ăn không bị nhạt nhẽo các bạn ạ, các bạn cho mình muối vào nhé, một chút thôi, không cần phải nhiều. Và các bạn để ý cho mình nhé, khi xong hơi dày một chút thì mình nấu ấy, nó không bị bén cháy ở dưới. Và khi sôi ấy, thì các bạn cẩn thận, không có là nó sẽ trào ra bếp, vì đậu xanh ấy, nó rất nhiều bọt. Thỉnh thoảng các bạn dùng đũa các bạn đảo đều lên cho mình nhé. Và bây giờ là gần sôi rồi thì các bạn nên giảm bớt lửa, và mình để ý có cái bọt của cái đậu này nó sẽ trào ra, và sau đó mình sẽ hớt đi cho nó sôi để nó tụ lại một chỗ, mình sẽ hớt bỏ thì dễ dàng hơn. Thế các bạn, khi nồi chè của chúng ta sôi nhé thì các bạn giảm bớt lửa cho mình, và các bạn sẽ hớt cái phần bọt này đi cho mình. Và bây giờ mình cho nhỏ lửa, lại vung lại tầm 10 phút sau thì mình sẽ kiểm tra xem đậu của mình đã chín chưa và khoai đã chín chưa. Thế các bạn, khi mình nấu một lúc nhé, nó đã cạn nước bớt rồi, các bạn có thể cho thêm nước vào. Và các bạn thì tùy theo mình muốn ăn chè này đặc hay là loãng là tùy theo mình nhé. Nhưng mình ăn như thế này là được rồi, gần chín rồi đấy các bạn ạ, đậu đã dừ rồi, còn khoai nữa thôi. Khoai cũng chín rồi, mình nấu thêm một chút nữa để cho nó dừ hẳn đấy. Bây giờ mình thử xem nồi chè của mình đã dừ chưa các bạn nhé. Đây các bạn, đỗ của chúng ta đã dừ. Đây, phần khoai cũng nát hết rồi đấy. Và bây giờ các bạn sẽ cho mình bột lăng, các bạn hòa tan cho mình nhé, mình quấy lại đi. Các bạn đổ cái bát bột lăng cho mình vào và mình quấy nó lên nhé. Các bạn thấy nồi chè của mình rất ngon không? Rất sánh và ngon khi chúng ta cho thêm chút bột lăng vào. Các bạn không có bột lăng thì mình có thể dùng bột sắn dây nhé. Rồi, khi nồi chè sôi trở lại như này là được rồi, các bạn tắt bếp cho mình nhé. Và mình sẽ để nguội múc cho bát thưởng thức. Thì các bạn, mình đã múc một bát chè ra đây. Và các bạn có thể ăn với đá nữa nhé, hoặc là mình không cần ăn với đá thì mình chỉ cần ăn với đường và các nguyên liệu khác của mình sẵn đây. Bạn cho mình một thìa đường vào, tùy theo các bạn ăn ngọt nhiều hay ít nhé. Mình có thể ăn với dừa khô, một chút nạc, các bạn có thể giã dập, hoặc đây là mình thích ăn viên như thế này, mình dùng viên. Khi ngày hè nóng nực các bạn có một bát chè như thế này mình ăn là rất ngon cho ngày hè nóng nực. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình Ẩm thực miền quê. Chúc các bạn có một bát chè bổ dưỡng và mát cho ngày hè.